Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay xin giới thiệu cô chú anh chị mình một lô sứ ghép thanh lý nha. Lô này gồm có 5 cây nha cô chú anh chị mình. Đó, lô này gồm có 5 cây con bán hết lô nha cô chú anh chị mình ha, giá rất là yêu thương luôn. Cho cô chú anh chị mình 5 cây là 5 loại bông khác nhau nha cô chú. Đó. Cây này con ghép hai màu, một màu vàng Metilady với lại là hồng camela nha cô chú anh chị mình ha. Cây này ghép hai màu. Đó, cây này con ghép hai màu. 5 cây này con thanh lý cho cô chú anh chị mình giá là 250.000 nha. 250.000 cho 5 cây thanh lý cho cô chú anh chị mình trong mùa là mà dịch bệnh nha cô chú anh chị mình ha. Cây nằm chậu C9 á. Rồi, cây này ghép hai màu, cây số 1, cây số 2 là vàng Dunhan, hoa màu vàng đổi màu dùm con nha. Hoa màu vàng đổi màu, bông rất là đẹp luôn. Đang cưng cầm cái máy mà đưa mặt bông cho chị, đưa lên đây cho chị không có. Đưa lên đây luôn, mở lên. Không có cài mặt bông được. Đưa mặt bông lên cho cô chú anh chị mình xem ha. Dạ, đây là mặt hoa của vàng Dunhan nha cô chú anh chị mình ha. Hoa màu vàng chuyển màu, mới nở thì nó màu vàng rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Từ từ nó sẽ chuyển sang màu hơi hồng hồng, tím tím ha. Đó, đây là mặt hoa của vàng Dunhan. Rồi, cây số 2 nha cô chú anh chị mình ha. 50.000 rất là rẻ luôn cô chú anh chị mình nha. 50.000 một cây luôn. Rồi, cây số 3 là con ghép mặt hoa là Hot Girl nha. Hoa màu đỏ thấm luôn nha cô chú anh chị mình, màu đỏ rất là tươi nha. Đó. Củ khá đẹp luôn nè. Bán thanh lý cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, cây số 4 là cây hồng ngọc nha cô chú anh chị mình, đang có bông như hình luôn. Hồng ngọc, trời mưa nên nó dơ. Cô chú anh chị mình thông cảm nha. Đó, cây hồng ngọc ha. Rồi, cây số 5 là một cây vàng Betty Lady. Vàng Betty Lady nha cô chú anh chị mình ha. Củ cũng khá đẹp luôn. 5 cây này con bán hết 5 cây nha cô chú anh chị mình, bán nguyên lô nha, con sẽ đăng nguyên lô cho cô chú anh chị mình nha. Đó. Cây này thì có một nhánh con bị cắt nha, con cắt bỏ một nhánh. Đó. Trong lô chỉ có cây này nhỏ thôi, toàn lại cây nào cũng to hết nha cô chú anh chị mình, bộ tàng cây này rất là đẹp luôn. Rồi, lô này con bán thanh lý giá 250.000 5 cây, cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Và đó cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình. Con cảm ơn cô chú anh chị mình đã lắng nghe hết video của con. Con xin chào và hẹn gặp lại.